Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Giữa lúc Trung Quốc liên tiếp phải gánh chịu các thảm họa thiên nhiên, một vòi rồng khổng lồ tại thành phố Zhilinyot thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ mới đây khiến cư dân không khỏi kinh hãi. Một số cư dân mạng nói, mẹ thiên nhiên và trời đất nổi giận rồi. Vào chiều hôm qua, một vòi rồng khổng lồ xuất hiện tại Zhilinyot. Trong video lan truyền trên mạng Internet, một cột lốc xoáy khổng lồ nối từ bầu trời xuống mặt đất. Gió thổi cuốn cát bụi và các mảnh vụn bay dữ dội. Luồng khí do lốc xoáy hình thành quét cát bụi vào không khí và che khuất cả mặt trời. Vào buổi trưa cùng ngày, Cục khí tượng Nội Mông Cổ đã phát tín hiệu cảnh báo màu xanh đối với gió mạnh và tín hiệu cảnh báo màu vàng đối với sấm sét. Cục khí tượng này cho biết sức gió trung bình tại một số khu vực có thể đạt từ cấp 8 hoặc cấp 7 trở lên. Có đến 3,658 triệu người thảo luận bên dưới tiêu đề Nội Mông Cổ xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên Weibo. Nhiều người chia sẻ, cảnh tượng đáng sợ quá, vòi rồng, mưa đá, lũ, hết cái này đến cái khác, ông trời thực sự tức giận rồi. Xem ra giống như ông trời đang nổi giận, năm 2023 không bình thường. Mong mọi người bình an. Trong dịp Tết vừa qua, người dân Bắc Kinh cũng xôn xao chia sẻ những bức ảnh mưa đá trên Weibo, không ngừng kêu la rằng mưa đá to như quả trứng. Cũng trong ngày hôm đó, nhiều khu vực ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc phải đối mặt với mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng. Đại dịch virus Vũ Hán lắng xuống, nền kinh tế của đất nước nước tỷ dân chưa kịp phục hồi thì miền Nam Trung Quốc đã phải hứng chịu thêm lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ đầu mùa lũ, các tỉnh gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Quý Châu và Vân Nam đã liên tục có mưa lớn, hơn 60 con sông đã có mực nước vượt trên mức cảnh báo, nhiều thành phố đã bị ngập lụt, nhiều người bị tử vong hoặc mất tích. Gần đây, Quảng Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Vân Nam và các khu vực khác đã trải qua mưa lớn, nhiều địa phương đã bị ngập lụt và lở đất. Đài khí tượng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu vàng cho mưa bão. Dự kiến trong 2 ngày tới sẽ có mưa lớn có nguy cơ gây lũ lụt ở các khu vực của Quý Châu, Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây và Quảng Đông. Hôm qua, Đài khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra 2 cảnh báo đảo mưa bão liên tiếp, huyện Dương Sóc đã đưa ra 3 cảnh báo đảo mưa bão, Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra 4 cảnh báo đảo mưa bão liên tiếp, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt, mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện mực nước cao nhất 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo 0,43m, các con đường dọc ven sông, tầng 1 và cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập, thôn Lợi Chu dân tộc Giao, huyện Điền Lâm, Quảng Tây xảy ra lũ quét. Từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi dạt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 400 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc, mực nước sông Ly đoạn đi qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức cảnh báo 2m trở lên so với mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Mộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mực nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy, các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị dìm ngập, nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên trên lầu để lánh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục trút xuống, khiến 323.488 người gặp nạn, 81 ngôi nhà và 128 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong. Diện tích nông nghiệp bị thiên tai lên tới 14.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến mưa rất lớn sẽ xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm qua, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện tự trị Giang Hoa dân tộc Giao, Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ ngày hôm qua, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 200mm. 21 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 100mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày hôm kia, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 8 thị trấn, 20 làng bị ngập nước, hơn 1.000 người đã được di rời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lộ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 tuổi cũng gặp phải lũ lụt. Vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, mùng 3 tháng 4 cây cầu đã bị ngập trong nước bởi vì lũ bất ngờ cuốn tới, khiến nước sông đột ngột dâng cao. 5 người ở địa phương đã bị mất tích,
ba nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn đi khi đang trên đường trở về ký túc xá. Hai nhân viên của một công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây, mưa lớn cũng đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông. Hôm qua, đồng bằng Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Huệ Châu, Đông Hoản và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mực nước vượt quá mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết, từ ngày 7 đến ngày mai, Quảng Đông tiếp tục có mưa to cục bộ hoặc mưa cực lớn. Trong cơn dông, một số huyện thị sẽ có gió giật mạnh từ cấp 8 đến cấp 9. Từ ngày cuối tháng trước đến 9 giờ ngày hôm qua, Quảng Đông đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa to 1.057 lần, trong đó có 73 lần cảnh báo màu đỏ. Tính đến 13 giờ 37 phút ngày hôm qua, vẫn còn 38 huyện thị có hiệu lực cảnh báo mưa to. Tại huyện Quảng Nam thuộc châu tự trị Văn Sơn của dân tộc Mèo, dân tộc Choang, tỉnh Vân Nam cũng đang gặp phải mưa lớn. Nhiều khu vực trong huyện thị xuất hiện ngập úng nghiêm trọng, một số ngôi nhà bị ngập lụt, khiến người dân mắc kẹt. Huyện Cống Sơn, châu tự trị Nộ Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Nhiều nơi xảy ra sạt lở và lún đất, giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 2 người tử vong và 8 người mất tích. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, mưa lớn liên tục ở Giang Tây đã khiến hơn 440.000 người ở 10 thành phố và 51 huyện bị thiệt hại. Một số ngôi nhà bị hư hại, một số khu vực đô thị bị ngập úng nghiêm trọng, một số đoạn đường đi lại khó khăn do nước đọng, một số cây cầu và con đường đã bị cuốn trôi, cây nông nghiệp bị ngập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 400 triệu NDT, trong đó Bình Hương, Thượng Nhiêu, thị trấn Cảnh Đức, Cán Châu và những nơi khác bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Hôm qua, 4 thành phố Bình Hương, Tân Dư, Cát An, Phủ Châu ở Giang Tây và phía Bắc thành phố Cán Châu, phía Nam thành phố Nghi Xuân đều phải hứng chịu những đợt mưa to hoặc dông tố, mưa to cục bộ. Kể từ đầu tháng đến nay, hầu hết các huyện thị ở tỉnh Phúc Kiến đều bị nước mưa xâm nhập. Khu vực phía Bắc xuất hiện mưa to cục bộ. Theo công bố của Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh Phúc Kiến có 82 thị trấn và làng mạc ở 25 huyện có lượng mưa hơn 50mm, trong đó có 8 thị trấn và làng mạc ở 5 huyện có lượng mưa hơn 100mm. Làng Phượng Bộ, huyện Cổ Điển có lượng mưa lớn nhất là 147,7mm, với lượng mưa tối đa trong 1 giờ là 92,7mm, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Tuyến đường sắt Ưng Hạ ở Phúc Kiến có một phần của lục địa đến phần thượng nguồn bị lở núi vì nước mưa. Dự báo thời tiết cho thấy toàn tỉnh có mưa to và kèm theo sấm chớp. Tại thành phố Củ Châu, tỉnh Chiết Giang liên tục xuất hiện mưa lớn. Do bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất bất ngờ xảy ra ở thôn Đại Hầu, làng Cửu Hoa, quận Kha Thành, Củ Châu. 107 dân làng đã được sơ tán khẩn cấp. Theo dự báo thời tiết ở Trung Quốc, trong 3 ngày tới các nơi như đồng bằng Châu Giang vẫn còn có mưa to hoặc rất to. Các nơi như Giang Nam, Hoa Nam vẫn tiếp tục có mưa lớn, một số khu vực có mưa to đến rất to, mưa to cục bộ. Tuần tới, vành đai mưa sẽ di chuyển về phía Bắc đến giữa và hạ lưu sông Dương Tử. Thưa quý vị, tính đến ngày hôm qua, mưa lớn tiếp tục tấn công hàng chục thành phố của Trung Quốc. Lượng mưa lớn đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở 28 tỉnh, ước tính có trên 10 triệu người mất nhà. Bóng dáng của các nhà lãnh đạo DCSTQ vẫn không thấy đâu. Truyền thông chính thức thừa nhận việc xả đập Tam Hiệp ngày hôm kia, Nghi Xương. Thành phố nằm ngay dưới chân đập Tam Hiệp ở Hồ Bắc hứng chịu mưa lớn và đã bị lũ lụt nghiêm trọng, nước ngập đầy tầng hầm của nhiều công trình trong thành phố. Cư dân mạng liên tục chia sẻ những video ghi lại cảnh người đi bộ bị rơi xuống cống và xe ô tô bị lũ cuốn trôi. Giang, một người dân nói với Epoch Times rằng họ nghi ngờ chính quyền đã bí mật xả nước từ hồ chứa của đập Tam Hiệp và một số hồ chứa khác. Hậu quả là thành phố Nghi Xương và các khu vực hạ lưu bị ngập lụt nghiêm trọng, các con phố ngập chìm trong biển nước. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày hôm qua, ông Giang cho biết, mỗi năm cứ đến mùa này là mưa, lượng mưa năm nay không lớn hơn các năm trước. Tại sao lũ lụt lại tấn công Nghi Xương năm nay? Đập Tam Hiệp bắc qua sông Dương Tử, kể từ giữa tháng, các khu vực thượng nguồn của dòng sông đã có nhiều trận mưa lớn, làm đầy hồ chứa của con đập này, ảnh hưởng đến các thành phố lân cận. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với Epoch Times, ông Vương Duy Lạc, một nhà thủy văn người Trung Quốc hiện đang cư trú tại Đức đã nói rằng, hồ chứa nước là một hệ thống rất mong manh, khi phải đối mặt với rủi ro an toàn do chứa quá nhiều nước, nó sẽ xả nước mà không báo trước. Ngày hôm kia, Bộ Thủy lợi Trung Quốc MVKZ tuyên bố rằng mực nước của 25 con sông đã đạt mức cao trên cảnh báo. Các bờ sông có thể bị vỡ nếu không thoát nước kịp thời, nghĩa là tính mạng của người dân đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Tuyên bố trên có nghĩa là
đơn vị điều hành của tập đoàn đập Tam Hiệp gián tiếp xác nhận rằng họ đã xả nước từ đập Tam Hiệp và các hồ chứa. Đến ngày hôm qua, DCSTQ mới chính thức tuyên bố thừa nhận rằng đập Tam Hiệp đã tiến hành việc xả lũ đầu tiên kể từ năm nay với mục đích là phát điện. Điều này có thể gây ra một đợt lũ mới cho các khu vực gần Tam Hiệp. Để tạo ra nguồn điện, cần xả nước từ con đập. Bao Heng Feng, giám đốc bộ phận tài nguyên nước tại công ty con của China Yangtze Power Co, nói với truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã rằng lý do đập Tam Hiệp được đưa vào hoạt động là vì lượng nước chảy vào hồ chứa đáp ứng yêu cầu để bộ phận phát điện hoạt động. Ngày hôm kia, chính quyền hành động nhưng không thừa nhận việc xả lũ, đến ngày hôm qua mới chính thức thừa nhận xả lũ trên phương tiện truyền thông. Hành động không cảnh báo cho người dân trước nguy hiểm của việc xả lũ đập Tam Hiệp đã gây ra hậu quả khôn lường. Hiện giới chức trách vẫn chưa công bố số người tử vong trong thảm họa. Cư dân mạng lên án sự vô trách nhiệm của chính quyền Trung Quốc. Nhiều người dân bị điện giật trong nước và đã chết. Mưa bão ở Tương Dương, Hồ Bắc khiến nước tràn ngập các đường phố. Dây điện cao thế rơi xuống nước. Một phụ nữ trẻ đang đi trên đường bị điện giật. Một người phụ nữ cầm ô đã bị lũ cuốn trôi. May thay có một người đàn ông cách đó vài mét đã tới để giải cứu. Có nhiều người bị điện giật khi bị cuốn trong lũ. Nhiều nơi đang bị ngập lụt. Hãy mau chóng cứu người. Một cư dân mạng cảm thán. Đây đúng là một thảm họa chết chóc. Chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết, mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở quận Biện Ninh, giết chết ít nhất 12 người. Tính đến ngày hôm kia, đã có ít nhất 10 người mất tích. Cô Wang, một khách du lịch đến từ thành phố Miên Dương đã đến thăm khu vực này với bạn bè và đã chia sẻ với Epoch Times trải nghiệm của mình. Vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng, chúng tôi nghe thấy ai đó gõ vào cửa sổ của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa sổ và thấy một ông già đang đứng dưới nước lũ. Chúng tôi đã giúp ông lão vào phòng và thấy ông ta bị thương khắp người. Chân ông ấy bị chảy máu. Wang nói thêm rằng khách sạn nơi cô ở không gửi cô bất kỳ cảnh báo nào khi trận lụt xảy ra, nhưng đã sớm điều tất cả nhân viên của họ đi từ trước. Cô Wang cùng các bạn đã gọi cho cảnh sát vào lúc nửa đêm, nhưng họ chỉ được giải cứu vài giờ sau đó. Vào khoảng 8 giờ sáng, nước ngập sâu phải tới 1,5m đến 1,8m. Cô cho biết, hiện các nhà lãnh đạo của DCSTQ vẫn chưa giải quyết được thảm họa trên toàn quốc, gồm cả dịch bệnh, lũ lụt. Các thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người dân mà đến nay vẫn chưa rõ con số thực tế. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc họp của Bộ Chính trị tại Bắc Kinh. Ông không hề đề cập đến trận lụt cũng như hậu quả và cách khắc phục. Ông chỉ nhấn mạnh một câu rằng, quân đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Đội phải tuyệt đối trung thành, thuần phục và kiên cường. Đội phải tuyệt đối... Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại. Động đất 8,0 độ Richter làm rung chuyển đập Tam Hiệp, 1,2 tỷ dân Trung Quốc hoảng loạn. Tin nóng chấn động thêm một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm bung chân móng con đập Tam Hiệp, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình khóc sưng hết hai mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này phải sơ tán gấp, nếu không sẽ bị nguy hiểm ập tới. Dự báo Trung Quốc trong nay mai còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy. Và nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 97,5%. Khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện tên Trung Quốc trên bản đồ nữa. Và đây không biết là tin vui hay tin buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được thì đỉnh lũ số 2 đã xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt mức cảnh báo rất cao. Nước mưa liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông tại con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới thì lượng nước trong hồ nhiều sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến hàng triệu hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất khoảng tầm 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm dưới biển nước như là một ngày tận thế.
Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút cam go, ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, một nguồn tin từ mạng xã hội cho biết bị chính quyền ông Tập Cận Bình chặn lại, không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất kỳ ai phát tin sẽ bị bắt ngay lập tức. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập được cho là đã mất ăn, mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất sạt lở liên tục, tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền của ông Tập quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay, để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một công trình đập lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Giờ đây, đứng trước nguy cơ tự tay phá vỡ con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông gây ra. Chính quyền của ông ta đã đi ngược lại với thiên nhiên khi cho tàn phá rừng, phá núi một cách bừa bãi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là con sông Trường Giang để xây con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, sự trừng phạt của ông trời và mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với cả quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới nhất mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang, đó là vào 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết, như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời. Phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành gì chăng? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng, mưa lớn khắp các tỉnh phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than, màn trời chứa đất. Hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi. Hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu triệu người dân phải di tản đi khắp nơi để tránh lũ lụt, động đất sạt lở. Nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết theo dòng nước cuồn cuộn. Sau tất cả những gì đang xảy ra, không biết chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức hay thay đổi hay không? Liệu rằng ông ta còn tham lam độc quyền độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn đánh nhau với các nước xung quanh mình nữa không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Với bản chất độc tài, tham lam và tiểu nhân muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai và biển cả tài nguyên của các nước khác, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự lên vùng biên giới Trung Ấn và Trung Triều Tiên gây hấn nhằm chiếm dãy núi Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng trên thế giới, khiến tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về Trung Quốc, tự xây dựng trái phép quần đảo nhân tạo trên lãnh thổ của các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự hòng o ép các nước, và đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội lỗi đó bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như là đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừ khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên trên thế giới không một ai và không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc đâu, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình không còn lòng tin với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó đã nói lên
nên Trung Quốc đã và đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Nếu như không thay đổi, sống tốt lên mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm, nước sông đã vượt quá cảnh báo tới 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo là sắp ập tới. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo do mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và khu vực đập Tam Hiệp đang tăng đáng kể, lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm tất cả toàn bộ các tỉnh thành xung quanh quần đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu như Trung Quốc xảy ra 1 tới 2 trận động đất sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông điệp về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa xả lũ khác. Hiện tại, khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nước ở thành phố Vũ Hán đã lên tới 27-37 mét và tình trạng kiểm soát lũ ở tỉnh An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền đã phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Hồ Thái Hà của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết, mực nước tại Hồ Thái Hồ đạt 4,65 mét, mức kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục phòng chống lũ ở Hồ Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ cảnh báo cao nhất vào các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào hồ Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Hồ Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét, nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi Hồ Thái Hồ bị ngập, các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề nhất và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Ông Vương Gia Bảo, giáo sư một trường đại học tài nguyên nổi tiếng ở Thượng Hải cho biết, nhiều khả năng cao nếu xảy ra đỉnh lũ số 2 thì con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và các lực lượng chức năng phải hết sức đề phòng. Hôm qua, hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ trong mưa lớn và mực nước tại các con sông hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thành phố Vũ Hán bên bờ con sông Dương Tử cảnh báo người dân nên đề phòng khi mực nước tăng lên nhanh chóng và đạt mức quá nguy hiểm so với mức an toàn. Hồ chứa đập Tam Hiệp khổng lồ, nơi đang tích trữ nhiều nước lớn nhất của Trung Quốc đang cố gắng giảm bớt lưu lượng gây ra rủi ro lũ lụt ở vùng hạ lưu. Hiện đang có mức nước cao hơn 10-12 mét so với mức cảnh báo và hồ chứa này đang chứa với lượng nước lên tới 60 tỷ mét khối và đây là một trong những lượng nước lớn nhất trên thế giới. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc. Hãng tin Reuters còn cho biết mực nước tại Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây cũng đã vượt mức cảnh báo đỏ tới 18 mét và nguy cơ xảy ra vỡ đập là rất cao. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết thì lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Mưa lũ kinh hoàng cuốn trôi trạm điện đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, mưa to, gió lớn kèm theo lũ quét và vòi rồng khủng đã ập về cuốn trôi máy phát điện đập Tam Hiệp khiến 800 triệu dân mất điện và đòi phá đập. Thưa quý vị, theo đài địa phương Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ tại nước này vẫn đang căng như dây đàn. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 53 nhưng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục càn quét Trung Quốc, khiến lũ ở thượng nguồn vẫn ồ ạt đổ về 400 con sông, làm mực nước dâng cao vượt mức báo động đỏ tới 1,6 mét. Đáng chú ý nhất vẫn là con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp. Lũ quét và vòi rồng khủng hôm qua lại tiếp tục xuất hiện, khiến cho một trạm phát điện của con đập lớn nhất thế giới này bị cuốn trôi trong vòng chưa đầy 3 phút, làm toàn bộ 16 tỉnh, thành phố phía Nam của Trung Quốc bị mất điện trên diện rộng. 800 triệu người dân của Trung Quốc sống trong bóng tối, bầu trời thì liên tục xuất hiện những cơn mưa to, âm u và đen tối, báo hiệu một điều rằng mưa to đến rất to vẫn tiếp tục trút xuống Trung Quốc, làm cho những con đê không chịu được đành phải vỡ. Và khi nó vỡ, mực nước của nó sẽ làm ngập úng hàng ngàn ngôi nhà, tivi, tủ lạnh, xe hơi, trôi linh láng khắp nơi. Nhiều người dân của Trung Quốc đã bất chấp sự nguy hiểm của lũ quét, leo ra giăng lưới để trục vớt ô tô, chờ cho lũ xuống để đem đi sửa chữa kiếm lời. Và nếu như ai mà mua phải những chiếc xe ô tô này thì sẽ rất nhanh bị hỏng. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận. Thưa quý vị, nhiều nhà quan sát cho rằng các nước xung quanh Trung Quốc có đường biên giới giáp danh với Bắc Kinh, nhất là Việt Nam ở ngay bên cạnh Trung Quốc. Đừng có nhập những chiếc xe mông má của nước này, không được tham đồ rẻ tiền của Trung Quốc, nếu không phải gặp cú lừa không thương tiếc.
Các chuyên gia cho rằng xe ô tô mà đã bị ngập nước thì chỉ có vứt đi hoặc có đi được thì nó cũng hay bị gặp trục trặc và hỏng hóc. Ngoài ra, những chiếc tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện bị lũ cuốn trôi cũng được người dân của Trung Quốc vớt đem đi chế tạo lại rồi bán sang Việt Nam. Vì thế, Việt Nam nhất định sẽ không được nhập những mặt hàng kém chất lượng, nếu không sẽ bị phía Trung Quốc lừa gạt. Thưa quý vị, hôm qua, truyền thông của Trung Quốc cho biết lũ lụt kỷ lục đổ về con đập Tam Hiệp suốt 18 tiếng, làm nước dâng lên cao và nguy hiểm đến chính con đập Tam Hiệp lớn nhất trên thế giới này. Truyền thông của Trung Quốc cho biết trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang quét qua đập Tam Hiệp khiến mực nước tại hồ chứa đạt 164,18m, cao nhất từ khi con đập được xây dựng. Đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất trên thế giới đón trận lũ thứ hai trên sông Trường Giang khiến dòng nước lũ đã đổ về hồ chứa đập với lưu lượng đạt khoảng 61.000 m³/giây. Hồ chứa đập Tam Hiệp từng ghi nhận dòng chảy cực đại là 50.000 m³/giây lúc 10 giờ sáng và 55.000 m³/giây vào lúc 20 giờ cùng ngày. Lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp đã lên tới 61.000 m³/giây. Đây là một lưu lượng nước kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc ghi nhận được và nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới con đập Tam Hiệp, khiến cho một trạm phát điện bị cuốn trôi và hàng ngàn ngôi nhà đã bị chìm trong bóng tối. Tất cả 8 tỉnh thành xung quanh đã bị mất điện. Thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp MEN của Trung Quốc công bố, trong đó cho biết lũ lụt tại các tỉnh như Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam khiến cho ít nhất 31 người chết và mất tích, buộc hơn 2 triệu người phải sơ tán gấp trong đêm. Mưa lũ cũng ảnh hưởng nặng nề tới Trung Quốc, khiến cho 151.000 ngôi nhà bị hư hại và tổn thất kinh tế trực tiếp lên tới 65 tỷ nhân dân tệ. Phần lớn miền Nam của Trung Quốc liên tục chịu tác động mạnh từ những trận mưa lớn kể từ đầu mùa tới bây giờ và nước trên nhiều con sông ở khu vực này đã vượt qua mức báo động đỏ từ 2 đến 12 mét. Đây là một mức báo động kỷ lục và gây ra hiểm họa khôn lường cho những con đê tại khu vực này. Nhiều khả năng con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ, nhưng đến hiện tại thì con đập vẫn chưa vỡ. Các thông tin trên mạng mà nói con đập vỡ thì hoàn toàn không chính xác. Theo hãng CNN, hãng tin nổi tiếng của Mỹ cho biết, lũ lụt tồi tệ nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ có nguyên nhân một phần là do sự nóng lên toàn cầu và cải tạo đất trái phép của Trung Quốc. Hãng CNN của Mỹ cho biết, mùa hè năm 2022, hàng triệu người trên khắp đất nước của Trung Quốc ảnh hưởng bởi những cơn mưa xối xả gây ra lũ lụt và lở đất ở các tỉnh, thành phố và làng mạc tại nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc. Đây là trận lũ tồi tệ nhất tấn công Trung Quốc kể từ nhiều thập kỷ vừa qua. Mưa lớn đã vùi dập 28 trên 31 tỉnh, ảnh hưởng tới hơn 37 triệu người dân và khiến 159 người chết và mất tích. Bộ Quản lý Khẩn cấp của Trung Quốc cho biết thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 86 tỷ nhân dân tệ để so sánh trận đại hồng thủy năm 1993 dọc theo sông Mississippi và các nhánh sông của nó. Một trong những trận lũ kinh hoàng và tàn khốc nhất nước Mỹ đã khiến hơn 50 người chết và 54.000 người đã phải sơ tán, thiệt hại kinh tế lên tới 20 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ cho rằng thiệt hại nặng nề nhất của Mỹ chỉ bằng 1/100 so với lũ lụt tại Trung Quốc ở thời điểm hiện tại. Lũ lụt ở Trung Quốc bắt đầu ở miền Nam, ở Quảng Tây và Quý Châu vào cuối tháng 5, đầu tháng 6. Những trận mưa lớn đã tàn phá khắp các vùng rộng lớn của đất nước này, bao gồm tỉnh Giang Tây ở phía Đông, tỉnh An Huy ở phía Nam và tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung. Ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ được nâng lên mức cảnh báo cao nhất tại một số nơi trong lịch sử. Quy mô của thảm họa là rất lớn, mực nước của 435 con sông vượt mức báo động, trong đó có 33 con sông đạt mức kỷ lục. Theo Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cung cấp, tại một số khu vực chịu thiệt hại nặng nề như Giang Tây, đê sông đã bị vỡ, nhà cửa bị phá hủy, gợi lại ký ức ám ảnh trận lụt lịch sử năm 1998, khiến cho hơn 3.700 người thiệt mạng và 15 triệu người mất nhà cửa. Ngay từ đây, chắc hẳn sẽ có nhiều quý vị và các bạn đặt ra câu hỏi thắc mắc rằng tại sao năm nay lũ lụt, mưa to, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở, vòi rồng liên tục xuất hiện ở Trung Quốc đến như vậy? Thì xin thưa với quý vị rằng tất cả đều có nguyên nhân và lý do chính đáng của nó. Trung Quốc gần như ngày nào cũng có lũ lụt, sự kết hợp giữa khí hậu và hành vi của con người đã góp phần kéo dài thời gian mưa lũ lâu hơn bình thường ở một số nơi. Hệ thống áp suất cao cận nhiệt đới trên vùng Tây Bắc Thái Bình Dương rất mạnh trong năm nay. Sự giao thoa của nó với khí hậu lạnh đã dẫn đến lượng mưa lớn liên tục trong lưu vực sông Dương Tử. Một số lý do khác là do sự nóng lên toàn cầu. Theo một chuyên gia thủy lợi của Trung Quốc cho biết, chúng tôi không thể nói rằng một hiện tượng thời tiết cực đoan như này là hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu, nhưng xét trong một thời gian dài thì rõ ràng sự nóng lên toàn cầu đã dẫn đến sự gia tăng tần suất và cường độ của các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như thời gian qua ở Trung Quốc. Theo sách xanh về biến đổi khí hậu ở Trung Quốc, từ năm 1961 đến năm 2018 đã có sự gia tăng về hiện tượng mưa cực lớn ở Trung Quốc. Kể từ những năm 1990, tần suất mưa cực lớn đã tăng lên đáng kể.
trong 60 năm qua, số ngày mưa lớn đã tăng tới 5,9% mỗi thập kỷ. Bên cạnh lượng mưa, hành vi của con người cũng góp phần vào mức độ nghiêm trọng của lũ lụt ở Trung Quốc như chặt phá rừng bừa bãi, không chịu trồng cây và liên tục xuất hiện những con đập thủy lợi để chắn nước, hòng tích trữ điện năng và gây thảm họa cho đất nước Trung Quốc cũng như các nước xung quanh. Hiện dòng nước sông Mekong đã ảnh hưởng một cách nghiêm trọng bởi phía Trung Quốc đã cho xây dựng và khởi công tới 13 con đập. Một nhà địa chất thuộc Cục Chất lượng và Khoáng sản tỉnh Tứ Xuyên cho biết, nhiều thập kỷ khai hoang đất và xây đập trên các con sông gần đó đã làm giảm diện tích và thể tích Hồ Bà Dương. Hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc nằm ở tỉnh Giang Tây, điều này đã khiến cho lũ lụt liên tục xuất hiện và khi nó xuất hiện, nó sẽ càn quét tất cả khu vực thượng lưu và hạ lưu con sông Dương Tử, gây ảnh hưởng trực tiếp tới con đập Tam Hiệp. Con đập lớn nhất thế giới và nếu như nó bị vỡ, 2/3 Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, có một cái tên được cho là khá hay và rất sốc đối với những ai theo dõi lũ lụt lịch sử của Trung Quốc. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của nước này cho biết, kể từ khi thành lập vào năm 1949 tới nay, Trung Quốc đã trải qua hai trận lũ lụt lịch sử. Lần thứ nhất là vào mùa hè năm 1954, dọc con sông Dương Tử khiến hơn 30.000 người chết và 18 triệu người bị ảnh hưởng. Năm 1954, hiện con sông Dương Tử chưa có con đập Tam Hiệp, nhưng lũ lụt đã xảy ra một cách hết sức kinh hoàng. Một trận lũ khác khiến cho Trung Quốc phải khiếp sợ, đó là vào năm 1998, cũng lại dọc sông Dương Tử, nhưng ở phía Nam và phía Bắc Trung Quốc. Đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong những năm gần đây với hơn 3.719 người chết, 15 triệu người mất nhà và thiệt hại kinh tế lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc ông Nen Chun đã nhận xét lũ lụt năm nay không ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn của sông Dương Tử như hồi năm 1949. Và năm 1998, trận lũ lịch sử năm 1998 ở Trung Quốc đã tác động lên toàn bộ khu vực Dương Tử. Song mưa năm nay chủ yếu ảnh hưởng tới vùng trung và hạ lưu sông. Vì thế, ở khu vực bị ảnh hưởng được cho là nhỏ so với mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa lớn và mưa cực đoan sẽ xuất hiện trong một vài ngày tới. Vì thế, các cơ quan, ban ngành cũng như người dân phải hết sức cảnh giác. Đề phòng lũ lụt, lũ quét và sạt lở, nhất là các đập Tam Hiệp khả năng cao sẽ bị vỡ nứt. Mưa lũ xối xả nhấn chìm 6 tỉnh Trung Quốc, Vương Nghị báo động Tập Cận Bình ung dung ở Biển Đông. Tin chấn động toàn Trung Quốc, ông Vương Nghị chống lệnh ông Tập Cận Bình điều rất nhiều xe bọc thép mang theo tên lửa dẫn đường, quyết phá bằng được con đập Tam Hiệp vì mưa lũ quá lớn. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì đỉnh lũ số 5 lại mới xuất hiện ở sông Dương Tử vào 20 giờ ngày hôm qua khi mực nước tại con đập tiếp tục vượt mức cảnh báo đỏ. Trước những trận mưa lũ trong suốt 55 ngày đêm vừa qua đã khiến cho con đập này không thể nào trụ vững được. Trước những tình cảnh bế tắc như vậy, ông Vương Nghị đã điều rất nhiều xe bọc thép mang theo tên lửa để quyết phá vỡ cho bằng được, chống lệnh ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV cho biết, hiện con đập Tam Hiệp đã bị dò dỉ nước qua những vết nứt và nếu như tình trạng mưa lớn vẫn tiếp tục xảy ra thì nhiều khả năng sẽ khiến con đập này nổ tung như quả bóng nước. Hàng tỷ tấn nước sẽ nhấn chìm 800 triệu người dân của Trung Quốc thuộc 28 tỉnh thành phía Nam nước này. Các chuyên gia thủy lợi cho biết, nếu như con đập Tam Hiệp vỡ thì chỉ mất khoảng tầm 1 giờ đồng hồ, tất cả vùng hạ lưu trên con sông Dương Tử sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Đây chính là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây cũng chính là lý do vì sao mà hôm qua ông Vương Nghị đã điều động 900 xe bọc thép mang theo tên lửa có sức công phá lớn để tiến hành phá dỡ con đập này, tránh hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra, bất chấp những chỉ đạo trực tiếp của người đứng đầu Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Theo một nguồn tin tiết lộ rằng, thì ông Vương Nghị đã phát lệnh cho hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp phải di tản gấp ngay trong rạng sáng ngày hôm qua để lên các đỉnh núi trên cao tránh trú. Trung Quốc đang phải trải qua giờ phút cam go nhất trong lịch sử, ngàn cân đang treo sợi tóc và rất có thể nó sẽ bị xóa sổ. Chính vì vậy, cơ quan đầu não chính quyền ông Tập Cận Bình ở thủ đô Bắc Kinh đang mất ăn mất ngủ và đứng trước những tình thế nguy hiểm và cấp bách kể trên. Ông Tập Cận Bình được cho là đang triệu tập thường vụ bộ chính trị để họp khẩn cấp. Tờ báo Trung Hoa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh nước này đang phải chống chọi với đợt lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ vừa qua. Kể từ đầu mùa lũ, mực nước trên 433 con sông hầu như là đang vượt mức báo động đỏ. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc cho biết tình hình lưu vực sông Dương Tử, Hồ Thái Hồ vừa hoạt
đập Bà Dương vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Đặc biệt, từ sáng ngày hôm qua, sông Dương Tử phải hứng chịu đợt lũ thứ hai trong năm, khiến lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp tăng với mức độ chóng mặt và vượt ngưỡng báo động đỏ lên tới 12 mét, nguy cơ vỡ đập là rất cao. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đang rất lo lắng. Ông đang khẩn trương cho các cơ quan ban ngành tiến hành một cuộc họp khẩn cấp trong đêm ngày hôm qua để đưa ra những phương án chống lũ cũng như bảo vệ con đập Tam Hiệp trước tình thế mà ông Vương Nghị liên tục ra thông báo là sẽ cho phá vỡ đập trước khi nó tự vỡ. Truyền thông Trung Quốc đưa tin con đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cửa xả lũ, nhưng hình ảnh vệ tinh trang ABC của Mỹ cho biết Trung Quốc dường như đã làm điều này sớm hơn bình thường. Trung Quốc đã cho mở các cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp và mức mở cửa xả lũ của con đập này lên tới 6-7 cửa xả, chứ không phải là 3 cửa xả như truyền thông của Trung Quốc thông báo. Theo Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ đầu tháng 6, lượng mưa trung bình ở Trung Quốc đã vượt kỷ lục năm 1961. Mưa lớn bất thường dẫn tới lũ lụt, lở đất, hạn hán, sóng thần, lũ quét, sạt lở, khiến cho ít nhất 153 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế lên tới 60 tỷ nhân dân tệ. Trong một cuộc họp khẩn cấp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc, Chủ tịch ông Tập Cận Bình đã nhấn mạnh các cấp chính quyền cũng như các đảng viên phải tham gia tích cực vào công tác phòng chống lũ lụt, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân và điều quan trọng là phải xử lý công tác phòng chống mưa lũ và cứu trợ thiên tai đúng cách và an toàn nhất. Trong bối cảnh vành đai mưa lớn đang trút xuống miền Trung của Trung Quốc và cũng đang lây lan ra phía Bắc, nhà lãnh đạo tối cao Trung Quốc ông Tập Cận Bình yêu cầu chính quyền địa phương các cấp, các ban ngành liên quan phải tăng cường phối hợp kiểm soát lũ lụt một cách khẩn trương nhất. Trong cuộc họp, ông Tập cũng nhắc nhở ở các địa phương phải cẩn trọng trong việc nối lại sản xuất cũng như giúp đỡ người dân trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt sau khi mưa lũ chấm dứt. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Trung Quốc cho biết, mưa lớn sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới, thậm chí xuyên cả sang tháng 8. Vì thế, không chỉ có 28 tỉnh thành phố phía Nam và miền Trung của Trung Quốc bị ngập lụt, mà trong một vài ngày tới khả năng cao một số tỉnh còn lại của Trung Quốc ở miền Bắc cũng sẽ bị mưa lũ và lũ quét tàn phá. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trong những ngày vừa qua buộc Trung Quốc phải dùng thuốc nổ để phá đập xả lũ ở sông Chi He thuộc tỉnh An Huy của Trung Quốc. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, giới chức địa phương đã dùng thuốc nổ để phá hủy con đập trên sông Chi He, tỉnh An Huy vào rạng sáng hôm qua, nhằm giảm sức ép từ nước lũ đang dâng cao và mực nước sông Chi He dự kiến sẽ giảm 70%. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mực nước tại nhiều con sông của Trung Quốc đang dâng lên cao với mức độ cảnh báo cao nhất. Trong đó có sông Trường Giang dâng cao bất thường do mưa lũ kéo dài trong suốt 56 ngày đêm vừa qua. Thưa quý vị, việc phá đập đê kè để xả lũ là một trong những biện pháp cuối cùng mà Trung Quốc buộc phải sử dụng giống như trong đợt lũ lịch sử năm 1998. Đợt lũ đó đã khiến ít nhất 2.000 người Trung Quốc chết và mất tích và khoảng 3 triệu ngôi nhà bị phá hủy. Đó là một trong những trận lũ thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Và kể từ đầu tháng 6 tới bây giờ, mực nước tại con sông Trường Giang, con sông dài và lớn nhất của Trung Quốc đã 2 lần đạt đỉnh lũ mới. Giới chức địa phương cảnh báo đợt lũ trong tuần này có thể nghiêm trọng hơn đợt lũ đầu rất nhiều. Lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp hôm qua lên tới 62.000 mét khối trên giây, buộc phải mở tiếp 3 cửa xả lũ ở lưu lượng 33.000 mét khối trên giây. Nhiều thành phố ở cả thượng nguồn và hạ nguồn đập đều đã ban bố tình trạng khẩn cấp đỏ về lũ lụt. Cùng ngày, Trung Quốc đã nâng cảnh báo lũ lụt sông Hoài, miền đông của nước này lên cấp số 4, tức là mức độ cao nhất trong lịch sử. Sông Hoài là con sông dài thứ tư ở Trung Quốc chảy qua các tỉnh như Hà Nam, An Huy, Giang Tô trước khi đổ ra sông Dương Tử. Đợt mưa lũ năm nay ở Trung Quốc được cho là khá bất thường khi tần suất các trận mưa lớn cao hơn so với bình thường hàng năm. Kể từ đầu tháng tới bây giờ, mực nước tại hơn 4 trong con sông của Trung Quốc vượt mức cảnh báo đỏ, thậm chí vượt kỷ lục năm 1998. Mưa lớn được dự báo sẽ còn tiếp tục trong những thời gian dài tới. Do vậy mà chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon và ngủ không yên. Theo số liệu của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của 800 triệu người dân của Trung Quốc, thiệt hại kinh tế có thể lên tới hàng ngàn, hàng nghìn tỷ nhân dân tệ. Tỉnh An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc là 3 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong lịch sử. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, 3 cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp tiếp tục được mở ra. Như vậy là con đập Tam Hiệp đã mở lên tới 7 cửa xả trong những ngày vừa qua khi mưa lớn kéo dài. Trước đó, 3 vụ lở đất ở thị trấn Đan Hô, một vùng núi thuộc tỉnh Trùng Khánh khiến cho 6 người chết,
các thi thể đã được tìm thấy vào tối ngày hôm kia sau khi hơn 200 người tìm kiếm và cứu hộ đã phải thức trắng đêm để tìm kiếm. Theo đài truyền hình CCTV cho thấy, người dân dọn dẹp những đường xá lầy lội và những cửa hàng còn đọng nước trên thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc. Sau trận lũ lụt ngày hôm qua, nhân viên cứu hộ đã sử dụng bơm hơi công suất lớn để giải cứu hơn 2.000 người bị mắc kẹt trong các tòa nhà cao tầng. Lũ lụt theo mùa đã tấn công phần lớn các tỉnh miền Nam của Trung Quốc và dự báo các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng trong một vài ngày tới. Mối lo ngại lũ chồng lũ đã dâng lên khiến cho các tỉnh như Vũ Hán và một số khu du lịch như Phượng Hoàng, Cổ Trấn tiếp tục bị ngập chìm trong biển nước. Trận lũ tồi tệ nhất lịch sử Trung Quốc được ghi nhận vào những thập kỷ trước, bây giờ chỉ là lịch sử mà thôi. Còn năm nay nó sẽ ghi lại một mốc lịch sử mới cho người dân của Trung Quốc sau này biết. Đứng trước tình thế nguy hiểm kể trên thì Việt Nam, một trong những nước láng giềng xung quanh Trung Quốc, không thể ngồi yên để nhìn Trung Quốc gặp nạn được. Người Việt Nam của chúng ta có đầy tình cảm yêu thương khi hoạn nạn xảy ra. Và theo như chúng tôi được biết thì Việt Nam đang ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt và động đất. Mưa lũ và lũ lụt, động đất xảy ra tại nhiều tỉnh địa phương Trung Quốc trong những ngày vừa qua, gây tổn thất và thiệt hại to lớn về người và tài sản cho nhân dân vùng bị nạn. Xuất phát từ tình hữu nghị truyền thống, tinh thần tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam ủng hộ chính phủ và nhân dân Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, động đất. Bộ Ngoại giao đã thông báo như vậy. Trước đó thì theo đề xuất của Việt Nam, Chủ tịch ASEAN, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN ra tuyên bố tình hình lũ lụt tại Trung Quốc. Trong tuyên bố thì các bộ trưởng ngoại giao cũng bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc tới chính phủ và nhân dân của Trung Quốc trước những tổn thất to lớn về tính mạng, nhà cửa, tài sản do mưa lũ gây ra, cũng như việc hàng triệu người dân của Trung Quốc phải sơ tán trong những ngày vừa qua. Để cấp bách giải quyết tình hình trên, một số nước trong khối ASEAN đã mở cửa biên giới cho người Trung Quốc vào. Tuy nhiên, Việt Nam thì vẫn cửa đóng then cài, bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp và khó lường. Trước những khó khăn này, ASEAN bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ nhanh chóng vượt qua thử thách và khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết thì các nước ASEAN chỉ bằng mặt chứ không bao giờ bằng lòng. Bởi vì phía Trung Quốc vẫn cho hải quân của nước này tiến ra ngoài Biển Đông để bắn đạn thật cũng như phóng tên lửa nhằm thể uy sức mạnh dương oai với tất cả các nước trong khu vực, thách thức các nước trên thế giới như Mỹ. Điều này đã gây ra mối quan ngại rất sâu sắc cho cộng đồng trên toàn thế giới. Tập Cận Bình báo động bão lũ giật cấp 12, biên giới Hà Giang, Việt Nam mưa to. Cập nhật liên tục tình hình lũ lụt ở Trung Quốc, hình ảnh di tản lớn nhất thế giới để tránh thảm họa đập tam hiệp. Phía Trung Quốc xin Việt Nam mở cửa biên giới để người Trung Quốc ồ ạt tràn sang lánh nạn. Đồng thời, ông Tập Cận Bình còn đòi 20 nước trên thế giới ủng hộ tiền cứu trợ Trung Quốc khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua. Thưa quý vị, mưa bão và lũ lụt vẫn chưa buông tha cho đất nước có số dân nhiều nhất trên thế giới trong suốt 54 ngày đêm vừa qua. Sau những trận lũ lụt kinh hoàng, thì ngày hôm qua tại những tỉnh miền Nam của Trung Quốc, các tỉnh của Trung Quốc bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Hồ Bắc, Hồ Nam, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Vũ Hán bước vào mùa mưa lũ lịch sử và đỉnh điểm nhất là vừa qua. Những cơn mưa to liên tục trút từ trên trời rơi xuống làm cho 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc chìm trong biển nước. Và trong những ngày gần đây, lượng mưa to, gió lớn vẫn tiếp tục hoành hành đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon và ngủ không yên. Mực nước liên tục dâng cao, làm cho 53 con sông vượt mức cảnh báo đỏ. Nhiều nhà cửa, đất đai đã bị ngập nước và nhiều người đã bị mất tích. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn đi đánh chiếm Biển Đông. Theo cơ quan khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, trong vòng 6 ngày tiếp theo, kể từ ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to tại nhiều nơi như Thượng Hải và Bắc Kinh, cùng một số khu vực khác. Nhiều thành phố của Trung Quốc còn xuất hiện mưa đá, lũ quét, sạt lở hết sức nghiêm trọng. Không những thế, nước từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp vẫn tiếp tục đổ về ồ ạt nhiều khu vực, khiến cho nhiều nơi vẫn bị đắm chìm trong nước lên tới 2 mét, có những nơi ngập sâu tới 5 và 6 mét. Toàn bộ hàng trăm triệu người dân của Trung Quốc phải sống trong cảnh lo âu khi thuốc men, lương thực thì khan hiếm, còn dịch bệnh thì đang hoành hành. Đây là lý do vì sao mà hôm qua có hàng tỷ người dân của Trung Quốc đã phải sơ tán gấp ngay trong đêm. Và chính quyền địa phương nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, nơi giáp danh với biên giới của Việt Nam, đã yêu cầu Việt Nam mở cửa biên giới để họ sang tránh trú, nhưng biên giới Việt Nam vẫn cửa đóng then cài.
bởi vì người Trung Quốc tràn sang thì thật nguy hiểm. Vì thế, một số người dân của Trung Quốc đã tràn sang biên giới của nước Lào và Campuchia. Họ còn chạy lên khu du lịch Vạn Lý Trường Thành và Mông Cổ để trú ẩn. Hiện các cơ quan chính phủ của Trung Quốc đang kêu gọi nhiều nước trên thế giới ủng hộ tài trợ Trung Quốc bằng tiền hoặc là lương thực thông qua cứu trợ nhân đạo. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều nước giàu có trên thế giới ở khu vực châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan và một số nước ở khu vực châu Mỹ không ủng hộ Trung Quốc bởi vì chính quyền của ông Tập Cận Bình đã mất đi lòng tin đối với các nước kể trên qua dịch bệnh COVID-19. Còn một số nước ở khu vực châu Á như khối ASEAN và đặc biệt là Campuchia đã ra tay ủng hộ Trung Quốc trong những ngày vừa qua. Được biết, Việt Nam đã ủng hộ Trung Quốc 100.000 đô la Mỹ. Các nhà quan sát cho biết, Việt Nam có diện tích nhỏ bé và có mật độ dân số chỉ bằng một thành phố lớn của Trung Quốc. Nền kinh tế của Việt Nam cũng đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, trong lúc hạn nạn và khó khăn, lũ lụt và mưa to, sóng lớn, Việt Nam cũng đã ra tay ủng hộ phía Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem hải quân của nước họ ra ngoài Biển Đông để quấy nhiễu, quấy phá. Đây được cho là hành vi thiếu tình người và thiếu tính nhân đạo. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở vẫn liên tục đổ xuống đầu của phía Trung Quốc. Thưa quý vị, theo cơ quan cảnh báo thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, mưa hiện vẫn đang trút xuống nhiều tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc và nhiều khả năng nó còn lây lan sang một số tỉnh phía Bắc của nước này, thậm chí nó còn có thể lây sang một số tỉnh phía Tây Bắc của Việt Nam. Vì thế, các tỉnh như Hà Giang, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu và Lào Cai trong hôm nay và một vài ngày tới sẽ xuất hiện những trận mưa to đến rất to từ phía Trung Quốc tràn sang. Vì thế, đề phòng lũ quét và sạt lở, đề nghị bà con phải nêu cao tinh thần cảnh giác cao độ. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là chấn động không chỉ đối với Trung Quốc mà còn chấn động với các nước ở khu vực châu Á cũng như trên toàn thế giới. Đó là vào 23 giờ đêm ngày hôm qua, sau bao nhiêu ngày mưa to, gió lớn, động đất, lũ lụt, sạt lở, lũ quét, vòi rồng và vỡ đê, truyền thông nhà nước Trung Quốc và giới chức của nước này cũng đã lên tiếng thừa nhận rằng con đập Tam Hiệp, một trong những công trình lớn nhất thế giới, sắp bị vỡ vì nó không thể nào chịu đựng được những trận mưa lũ kinh hoàng đang xảy ra tại phía Trung Quốc. Giới chức của nước này thừa nhận rằng con đập lớn nhất thế giới đang bị biến dạng nghiêm trọng bởi những trận lũ quét lịch sử đang xảy ra. Và Trung Quốc còn tiết lộ rằng con đập không thể chịu đựng được nếu mực nước còn dâng cao một vài ngày tới. Và trong thời gian gần đây, phía Trung Quốc đang có những biểu hiện rất là nguy hiểm khi mà đưa ra những thông tin sai trái. Tuy nhiên, hôm qua, giới chức quyền nước này đã thừa nhận rằng con đập khó có thể trụ vững trong một vài ngày tới và hiểm họa khôn lường. Nếu nó xảy ra vỡ đập thì 2/3 của Trung Quốc sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu con đập Tam Hiệp có bị vỡ hay là không? Trả lời câu hỏi trên, Tập đoàn Quản lý đập Tam Hiệp hôm qua vào lúc 23 giờ đêm và đã chính thức lên tiếng về khả năng con đập này hoàn toàn có thể bị vỡ nếu như mực nước tại các sông Dương Tử bị dâng cao trong một vài ngày tới hoặc là lượng mưa ở phía Nam Trung Quốc không thuyên giảm trong những ngày tới đây. Để trả lời chắc chắn cho câu hỏi là con đập Tam Hiệp bị vỡ hay không bị vỡ, thì một phóng viên tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc đã phỏng vấn giám đốc tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị quản lý trực tiếp con đập này, để có câu trả lời thích đáng cho quý vị khán giả. Để quý vị khán giả không còn nghi ngờ với con đập lớn nhất hành tinh này. Hôm qua, ông Chen Jilin là một trong những chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới, hiện ông cũng đang giữ chức giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp, đã trả lời nhiều câu hỏi thắc mắc liên quan tới con đập với tờ báo Hoàn Cầu của Trung Quốc như sau. Ông nói rằng đập Tam Hiệp là một công trình thủy điện lớn nhất hành tinh đang ở Trung Quốc. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước và sản xuất điện năng trên con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán. Tuy nhiên, kể từ khi được xây dựng năm 1994, con đập này vẫn luôn bị nghi ngờ và chỉ trích về khả năng của nó. Trung Quốc đang phải hứng chịu thảm họa lũ lụt nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ vừa qua, khiến hơn 20 triệu người dân của miền Nam Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề. Đập Tam Hiệp đã góp phần giảm nhẹ lũ lụt trên con sông Dương Tử. Sau đợt lũ thứ hai cho năm nay, trên con sông này, đập Tam Hiệp vẫn trụ vững và hiện nó chưa hề bị vỡ như truyền thông của thế giới đưa tin. Dẫu vậy, nhiều câu hỏi vẫn được đặt ra về con đập lớn nhất hành tinh này, rằng đập Tam Hiệp đã hoạt động ra sao trong đợt lũ lụt nghiêm trọng năm nay. Liệu có phải con đập đang làm tồi tệ thêm tình hình ở Trung Quốc và hạ lưu con sông Dương Tử hay không? Đập Tam Hiệp có bị biến dạng hay thậm chí đối mặt với nguy cơ vỡ đập như một số tờ báo truyền thông của quốc tế trong thời gian vừa qua đã đưa tin rầm rộ hay không? Phóng viên Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cũng đã phỏng vấn trực tiếp ông giám đốc kể trên và ông giám đốc đã có những câu trả lời như sau.
Thưa quý vị, câu hỏi của tờ báo Trung Quốc đưa ra là đợt lũ năm nay khiến nhiều người nhớ lại trận lũ lịch sử năm 1998 của Trung Quốc. Và nếu như con đập Tam Hiệp không tồn tại, lũ lụt năm nay sẽ thảm khốc như thế nào? Thì để trả lời câu hỏi trên, ông Chen Zilin nói rằng, trong trận lũ năm 1998, dọc lưu vực các sông Dương Tử, mực nước đo được tại trạm thủy văn ở thành phố Vũ Hán được cho là rủi ro nhất trên sông Dương Tử, đạt mức 45,2m, cao hơn 0,25m so với mức an toàn. Khu vực Vũ Hán khi đó phải đối mặt với tình huống vô cùng căng thẳng. Hơn 1 triệu binh lính của Trung Quốc và người dân địa phương phải căng mình để chống chọi với cả lũ lụt ở thời điểm đó. Và theo mô phỏng cũng như tính toán, nếu con đập Tam Hiệp trước trận lũ năm 1998, mực nước ở trạm Vũ Hán sẽ không vượt quá 44,5m và nước lũ ở lưu vực Vũ Hán, nơi thoát nước của Hồ Động Bình và Hồ Bà Dương sẽ giảm từ 10 tỷ mét khối xuống chỉ còn 2 tỷ mét khối, giải phóng áp lực phòng chống lũ lụt tại Trung và hạ lưu của sông Dương Tử. Và trong đợt lũ năm nay, nếu không có con đập Tam Hiệp, mực nước tại khu vực thành phố Vũ Hán, An Huy, Hồ Bắc, Bà Dương và tỉnh Phúc Khánh sẽ vượt qua mức an toàn cao. Trạm thủy văn thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc sẽ hứng chịu mực nước cao hơn bình thường. Trong trường hợp này, Trung và hạ lưu qua sông Dương Tử sẽ đối mặt với tình huống lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng và nhiều khả năng tất cả 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ bị chìm trong mực nước biển. Câu hỏi tiếp theo là một số người cho rằng việc con đập Tam Hiệp liên tục xả lũ đã làm trầm trọng hơn tình hình ngập lụt tại Trung và hạ lưu qua sông Dương Tử, và điều này có phải là sự thật hay không? Thì ông giám đốc đập Tam Hiệp nói rằng xả lũ, cách mà hồ chứa kiểm soát lượng nước chảy qua các công trình xả lũ. Thông thường, hồ chứa sẽ có nước chảy qua các đơn vị phát điện. Chỉ khi lượng nước mà vượt quá khả năng, các đơn vị hồ chứa mới sử dụng các cổng xả. Tuy nhiên, xả lũ không có nghĩa là hồ chứa đánh mất một chức năng phòng chống lũ lụt của nó. Ví như hồ chứa đập Tam Hiệp có chứng kiến lượng nước xả vào 53.000 mét khối trên giây và chảy ra là 35.000 mét khối trên giây, đập Tam Hiệp đã giúp giảm áp lực lũ trên các con sông ở Trung và hạ lưu Dương Tử. Như vậy, các bạn có thể hiểu rằng con đập Tam Hiệp được xây dựng để chắn lũ một cách rất hiệu quả. Và câu hỏi thứ ba, nhà báo hỏi rằng nếu lũ lụt năm nay vẫn tiếp tục, đập Tam Hiệp có thể duy trì khả năng điều tiết nước hay không? Ông giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp trả lời rằng, nhiệm vụ phòng chống lũ lụt của con đập Tam Hiệp phần lớn dựa vào các khu vực và khu thoát nước ở Hồ Động Đình, với phần hồ chứa có diện tích lên tới 22 tỷ mét khối nước. Đập Tam Hiệp được thiết kế để ngăn lũ lớn ở thượng nguồn sông Dương Tử. Nó hoạt động khá hiệu quả để ngăn chặn tình trạng lũ lụt vượt tầm kiểm soát. Và nếu lũ lụt xảy ra do mưa lớn ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử, các thành phố xung quanh sẽ phải trông cậy chủ yếu vào các công trình thoát lũ của mình. Trong tình cảnh như vậy, đập Tam Hiệp vẫn có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách giữ lại nước ở hồ chứa để giảm lượng nước chảy về các thành phố ở Trung và lưu con sông Dương Tử. Câu hỏi tiếp theo, một số phương tiện truyền thông nước ngoài trong suốt thời gian vừa qua cho rằng con đập Tam Hiệp bị biến dạng và có nguy cơ bị vỡ là rất cao, lên tới 98%, thì ông cho biết rằng con đập này có đúng như thế hay không? Ông giám đốc quản lý con đập nói rằng, chúng tôi thừa nhận trong gần 60 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc đang hứng chịu những trận mưa to đến rất to, thậm chí lũ quét sạt lở ở thượng nguồn liên tục đổ về, nhưng con đập Tam Hiệp vẫn hoạt động an toàn và bình thường trong vài năm qua. Không có cái gọi là biến dạng xảy ra ở con đập Tam Hiệp hay bất kỳ một rủi ro nào khác. Từ đầu năm 1994 tới nay, đơn vị giám sát an toàn đã lắp đặt 12.000 thiết bị ở trong và xung quanh con đập. Quá trình giám sát bao gồm theo dõi biến dạng, lưu lượng thấm và lực thấm, động đất, thủy lực cũng như là động lực học. Ngoài công nghệ và các thiết bị giám sát hiện đại, còn có các giám sát về thực tế thường xuyên kiểm tra tình trạng của con đập. Ngoài ra, chính quyền của nhà nước Trung Quốc còn cho điều động gần 50 tiểu đoàn, tiểu đội, các binh đoàn của quân đội Trung Quốc túc trực 24/24 giờ để bảo vệ an toàn cho con đập, bởi các thế lực thù địch nước ngoài liên tục đe dọa phóng tên lửa phá vỡ, nhưng đến thời điểm hiện tại nó vẫn chưa bị vỡ. Điều đó cho thấy rằng con đập xứng đáng là một trong những con đập lớn nhất hành tinh này, và Trung Quốc rất tự hào với nó. Kết thúc câu hỏi của phóng viên, ông giám đốc còn cười mỉm nói rằng sẽ không có một thế lực hay một trận mưa lũ nào có thể nhấn chìm hay phá vỡ con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tuy nhiên, theo các nhà quan sát cho biết, đó chỉ là những lời trấn an dư luận của Trung Quốc trước cái bối cảnh mà mưa lũ và sạt lở liên tục xảy ra, và dự báo rằng trong một vài ngày tới, những trận mưa to khủng khiếp vẫn tiếp tục dội xuống đầu của phía Trung Quốc,
và ông giám đốc quản lý con đập Tam Hiệp phải trực tiếp lên tiếng để trấn an dư luận. Chứ thực tế thì con đập này hiện đang bị lung lay và vỡ bất kỳ lúc nào. Người ta cho rằng không có lửa thì làm sao mà có khói. Chính vì điều đó mà thế giới vừa qua liên tục theo dõi những động thái và tin tức mới nhất về con đập Tam Hiệp. Bão lũ giật cấp 15 dồn dập ập đến, heo leo nóc nhà cảnh báo Tập Cận Bình. Lũ lụt tại Trung Quốc đang hết sức nghiêm trọng, vòi rồng sấm sét đùng đùng, lũ lụt kinh hoàng đang truy đuổi người dân của Trung Quốc. Thế nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình một mặt vẫn rêu rao rằng mọi người dân của Trung Quốc vẫn an toàn, tình hình rất nghiêm trọng nhưng chúng tôi khắc phục được. Mặt khác, ông Tập vẫn kêu gọi toàn bộ 200 quốc gia trên toàn thế giới ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc tiêu xài. Ngoài ra, ông Tập vẫn còn cho hải quân của Trung Quốc phóng tên lửa ngoài Biển Đông để thể hiện sức mạnh quật cường của Trung Quốc đối với các đối thủ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Daily China cho biết, thần sấm và thần sét đang chút giận đùng đùng đánh sập mạng lưới điện. Một số thành phố lớn như Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Đông, Quảng Tây, trong đó có cả thành phố Bắc Kinh, làm cho thủ đô Bắc Kinh bị thất thủ. Chính quyền của ông Tập Cận Bình một mặt ôm mặt khóc nức nở, nhưng mặt khác, chính quyền của ông đang bí mật cho tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông để đi gây chiến với tất cả các nước trong khu vực. Điều này đã làm cho thần sấm, thần sét nổi dậy, trừng phạt Trung Quốc đánh vỡ một đoạn con đập Tam Hiệp, khiến nguy cơ vỡ đê Dương Tử dâng cao, làm cho nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99,8%. Hàng ngàn ngôi nhà đã bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông, Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 57 đen và thiệt hại vô cùng nặng nề. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày hôm nay giờ địa phương, trên kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã phát đi một điểm tin dự báo thời tiết. Và trong mục dự báo này, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lũ, động đất, sạt lở, lũ quét và sóng thần dự báo vẫn tiếp tục dồn dập đổ xuống 29 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc trong một vài ngày tới, đặc biệt là sẽ nhiều hơn vào những ngày 28, 29, 30 và 31 tháng này, làm cho bầu trời của Trung Quốc đã xám xịt và u ám rồi, thì nay lại càng trở nên đen tối hơn. Theo cơ quan phòng chống thiên tai của Bắc Kinh cho biết, hôm qua mưa to xối xả cùng với sấm chớp đùng đùng kéo dài suốt 11 tiếng đồng hồ đã làm cho hơn 19 triệu người dân của thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây bị thiệt hại nặng nề, làm cho các tỉnh và thành phố nói trên của phía Trung Quốc không chỉ mất điện trên diện rộng mà chúng tiếp tục bị nhấn chìm. Có những nơi vùng trũng bị ngập tới 9 mét, khiến cho nhiều thành phố phải hủy bỏ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia thường niên. Các nhánh sông thuộc sông Dương Tử tiếp tục nâng cao cảnh báo lên mức độ đỏ, mức độ cảnh báo cao nhất lũ ống và lũ quét thì nâng lên mức độ 3, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Hôm qua, Trung Quốc đã ghi nhận những trận sấm sét kinh hoàng xuất hiện ở rất nhiều nơi, dẫn tới hệ thống điện quốc gia của nước này bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 lãnh thổ của Trung Quốc chìm trong bóng tối, chỉ có thủ đô Bắc Kinh là có điện. Tuy nhiên, nó cũng chỉ giáng được 15 phút, sau đó cả quảng trường Thiên An Môn cũng bị mất điện, khiến đường phố của Trung Quốc tối om. Nhiều thành phố như Vũ Hán, Quảng Đông, Quảng Tây không có một bóng người vì sấm sét, mưa lũ và mất điện dồn dập đổ xuống Trung Quốc, khiến cho chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc vẫn phớt lờ tất cả, bất chấp tất cả để phóng tên lửa và bắn đạn thật ở ngoài Biển Đông, sát với quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, làm cho các nước trong khu vực cũng như cộng đồng trên toàn thế giới vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tham lam vô độ như thế này, thì nhiều khả năng thần sấm, thần sét cũng như là mẹ thiên nhiên, Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục giáng những đòn đau thương lên chính quyền của ông ta và nhiều khả năng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị xóa sổ. Trung Quốc sẽ bị thiệt thòi rất lớn nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không thay tính đổi nét. Thưa quý vị, có thể nói rằng Trung Quốc đang trải qua những ngày tồi tệ nhất trong lịch sử. Theo những nhà chuyên nghiên cứu về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và lịch sử của Trung Quốc cho biết, kể từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân và ông Hồ Cầm Đào cũng chưa từng xảy ra một năm đau buồn và đen tối như năm 2022 mà chính quyền ông Tập Cận Bình đang phải gánh chịu. Đầu năm thì dịch bệnh Covid-19 hoành hành ở thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành phố khác của Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh phải lao đao. Trung Quốc là tâm điểm của dịch bệnh, cũng là tâm điểm của mọi sự chú ý. Nhưng chú ý ở đây là phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 mà phía Trung Quốc đang lây lan ra nhiều nước trên thế giới. Còn đến bây giờ thì mưa to, gió lớn, ngập lụt liên tục xảy ra đối với 28 tỉnh thành phía nam của Trung Quốc khiến thiệt hại là không thể đong đếm được bằng tiền.
Thế nhưng có một điều lạ là mặc dù Trung Quốc đang gặp nhiều những điểm xấu đang xảy ra, thì binh lính của ông Tập vẫn đem quân đi bắn đạn thật và phóng tên lửa ngoài Biển Đông, uy hiếp các nước trong khu vực. Ngoài ra, binh lính của Bắc Kinh còn đi gây gổ đánh nhau với một số nước ở khu vực biên giới. Những điều xấu xa bị ổi trên của phía Trung Quốc không biết là những tháng cuối năm Trung Quốc phải sống ra sao, bởi nếu như người ta cho rằng không thay tính đổi nét, nhiều khả năng những tháng cuối năm Trung Quốc sẽ bị lụi tàn bởi những điều sai trái mà họ gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, có một điều cực kỳ vô lý lớn ở phía Trung Quốc gây ra những tội lỗi đau thương cho nhân loại. Nhưng mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân ông Tập Cận Bình đã kêu gọi hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên hành tinh này hãy tài trợ tiền, vật chất cho Trung Quốc, bởi vì nước này đang gánh chịu những hậu quả thiên nhiên khắc nghiệt mà ông trời đang gây ra cho Bắc Kinh trong những tháng vừa qua. Ông ta hứa với các nước trên thế giới rằng những khoản tiền mà các nước tài trợ ủng hộ cho Trung Quốc sẽ dùng toàn bộ 100% số tiền đó dành cho việc cứu trợ, cứu nạn cho người dân của Trung Quốc, chứ không đem đi tiêu xài. Thế nhưng có một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng ông Tập cũng đã dùng số tiền của một số nước trong khu vực khối ASEAN tài trợ, trong đó có Việt Nam tài trợ 100.000 đô la Mỹ để dùng đi đóng tàu thủy tiến ra ngoài Biển Đông. Ngoài ra ông còn cho đóng thêm 2 con tàu chiến và 1 con tàu sân bay được cho là uy mạnh nhất của Hải quân Trung Quốc và sẽ được hạ thủy vào năm 2023. Số tiền này lấy đâu ra? Số tiền này chính là ông trích từ những quỹ mà các nước trên thế giới ủng hộ lũ lụt Trung Quốc. Chính vì vậy mà các nhà quan sát kêu gọi cộng đồng trên toàn thế giới không nên ủng hộ tiền và vật chất cho Trung Quốc, bởi vì những dòng tiền đó không tới tận tay người dân bị lũ lụt mà chính quyền của ông ta đem số tiền đó để đầu tư vào quân sự. Mà một khi quân sự quân đội của Trung Quốc lớn mạnh thì họ rất ngông cuồng và cháo trở. Vì vậy mà chúng ta phải hết sức cảnh giác và đề phòng, không nên tài trợ tiền và vật chất cho Trung Quốc nữa. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về mưa lũ của Trung Quốc khi tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo của Trung Quốc vào rạng sáng ngày hôm nay, đã có một bài viết nói về lũ lớn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp của Trung Quốc, gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đối với toàn bộ hệ thống con sông Dương Tử. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, hồ chứa của đập Tam Hiệp tại tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đang chứng kiến đợt lũ thứ 3 trên sông Dương Tử trong năm 2022. Đây là đợt lũ lớn nhất trong lịch sử đổ về hồ chứa này trong vòng 100 năm qua. Tờ báo của Trung Quốc cho biết vào lúc 20 giờ 30 phút ngày hôm qua, lưu lượng dòng chảy vào hồ chứa ở mức 61.000 mét khối trên giây. Đây là lưu lượng lớn nhất trong lịch sử mà hồ chứa Tam Hiệp từng chứng kiến. Ba cửa xả lũ của con đập Tam Hiệp mở vào rạng sáng ngày hôm kia nhưng vẫn không đủ cho lưu lượng nước tràn vào. Vì thế, vào đêm ngày hôm qua, lực lượng bảo vệ bờ đê của Trung Quốc đã tiếp tục cho con đập Tam Hiệp mở tiếp 4 cửa xả nữa. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập này đang mở là 7 cửa và nó đang hoạt động hết công suất 24 ngày đêm. Nhưng nó vẫn không tránh được lũ lớn. Chính vì vậy mà người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã phát lệnh cho cơ quan chức năng của con đập Tam Hiệp phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử để cứu các thành phố như Vũ Hán, Hồ Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên và An Huy tránh bị ngập lụt nặng, bởi vì những tỉnh này trong thời gian vừa qua đã bị nhấn chìm trong mực nước tới 3m và 4m. Và hôm qua, tờ báo China Morning Post đã cung cấp hình ảnh cho chúng tôi biết rằng lực lượng chức năng chuyên đi phá đê của Trung Quốc đã điều máy xúc, máy ủi, thậm chí có cả bom để phá vỡ 3 con đê thuộc nhánh sông Dương Tử, và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm một số làng mạc cũng như ngôi nhà. Hiện thiệt hại hoa màu của người dân là vô cùng nặng nề, có tới 195 ngôi nhà bị cuốn trôi và hơn 1.000 ngôi nhà đã bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ ô tô, tủ lạnh, nồi cơm điện, TV đã bị trôi lênh láng ra ngoài sông Dương Tử và người dân đã chấp cơ hội này mang lưới đánh cá ra giăng bẫy để trục vớt những chiến lợi phẩm. Trước đó cùng ngày, Ủy ban sông Hoài Hà, một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc thuộc Bộ Tài nguyên nước của nước này, đã nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ mức 4 lên mức 3, tức là mức báo động cao nhất. Mực nước đo được tại trạm thủy văn Hoài Sơn tại dòng chảy Hoài Hà lên tới 27 mét lúc 6 giờ sáng và đó là một trong những mực nước đáng báo động. Cục Thủy văn Ủy ban sông Hoài Hà đã ban bố tình trạng khẩn cấp và nói rằng người dân cần đi di tản gấp. Con sông Hoài Hà của Trung Quốc được biết đến là một trong những con sông lớn thứ tư của Trung Quốc sau con sông Dương Tử và con sông Mekong. Nó có chiều dài khoảng hơn 1.000 km, là một trong những con sông chính của Trung Quốc chảy qua khu vực miền đông của nước này. Giữa sông Dương Tử và sông Hoàng Hà, các bạn đừng nhầm tưởng sông Hoàng Hà và sông Hoài Hà là một. Hai con sông này tên thì na ná giống nhau, nhưng thực chất nó là hai con sông tách biệt nhau.
Thưa quý vị, do ảnh hưởng của mưa lớn, dòng chảy từ sông Hoàng Hà tiếp tục tăng và lưu lượng của trạm thủy văn Nam Châu đạt 3.000 mét khối trên giây. Và tối ngày hôm kia, lưu lượng nước tại sông tăng lên mức độ chóng mặt và nguy cơ cảnh báo vỡ đập Tam Hiệp lên tới 99%. Thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất mới về lũ lụt ở Hà Giang và tin này được cho là một tin vui chưa từng có. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, tình hình mưa lũ ở Hà Giang đã chấm dứt và thời tiết ở Hà Giang đang nắng trở lại. Thời tiết được cho là rất đẹp, tuy nhiên tình hình mưa to và gió lớn ở Hà Giang đã làm ngập lụt một số nơi và tàn phá một số khu vực. Hà Giang đang khẩn trương cho khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định đời sống của người dân. Xin được nhắc lại, tại tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa lớn, lũ ống, sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về người và của và nhân dân, công trình hạ tầng, ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là các huyện như Hoàng Su Phì, Bắc Mê và đặc biệt là thành phố Hà Giang. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, theo báo cáo nhanh của tỉnh Hà Giang, tính đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lũ đã chấm dứt và thời tiết đẹp đã trở lại với cả tỉnh này. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, mưa lũ đã chấm dứt hoàn toàn tại tỉnh Hà Giang và trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, thời tiết đang rất đẹp. Còn phía Trung Quốc được dự báo là mưa lũ và gió giật vẫn ầm ầm trút xuống trong những ngày tiếp theo. Điều này được cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đợt mưa dông lớn ở miền Bắc đã kết thúc và nắng nóng đang quay trở lại. Theo nhận định từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì nắng nóng sẽ quay trở lại miền Bắc kể từ ngày hôm kia và nó được dự báo là sẽ còn tiếp tục diễn biến trong một vài ngày tới, thậm chí xuyên sang tháng tiếp theo.